Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2020. Em là Kim Phụng. Sáng hôm nay thì em bán một số chậu giả hàng mặt hoa, hàng thân lá trồng thuần tại Lâm Đồng như thế này. Hàng này thì em bán rất là nhiều rồi, bán từ hồi sau Tết tới giờ á. Rồi, đây là chậu số 1 nè, giá là 900. Chậu này thì đây là một cái bông hoa nó nở. Cái bông hoa này thì nó nở hơi bị ngược ngược một tí, hơi bị dị dị một tí. Đây là bông dưới của nó này. Mọi người xem cái mặt bông này à, cái mặt này thì cánh viền, nói chung là mặt này thì nó cũng là một cái mặt bình thường, mắt thì cũng khá là rõ, họng đây đó, họng xước như thế này đó, môi nè đó, nói chung mặt bông này thì nó bình thường thôi, nói chung là chơi được. Còn mình xét về mặt đẹp thì em thấy là nó cũng bình thường đúng không đó. Đây mặt bông nó như thế này, đây là nó mới nở ngày đầu đấy, nó nụ thì rất là to. Đây có hai cái nụ chuẩn bị hé nè, khá là thơm. Ở dưới này thì nó mọc được hai cái mầm như thế này, mầm gốc đầu tiên này đó, lên rất là tím khỏe luôn đó. Mầm gốc thứ hai này đó, một cái mầm gốc nhỏ vừa mới nhú đây này mọi người đó, đó là mầm gốc thứ hai. Như vậy là cây này thì nó được, mọi người lấy thì nó được hai kiếng nè, trong đó một kiếng này là đã sổ hoa rồi nè, và cái thân này là chưa có hoa đó, thân này đang sưng mắt nha, thân này thì nó đang sưng mắt hết rồi. Còn nó dài phải được là 70 cm, cây này thì dài được 40 này, và dưới này mọc được bắt đầu 32 mầm gốc nữa rồi. Đó, rất là lợi về giống. Thì cái chậu này em bán là 900 thôi. Đó, cho cái mặt hoa này. Và cái này thì nó chưa sổ hoa nha. Đó là chậu số 1 nè, giá là 900. Rồi chậu số 2, giá là 1,2 triệu. Đây là chậu số 2 nha. Giá 1,2 triệu cho cái mặt bông này. Mặt bông này họng thì phân thùy. À, nhìn nó tương đối là rõ nha. Đây, mắt rất là đẹp luôn. Mắt đậm rất là rõ nét, nó họng mọi người nhìn này, đấy, phân thùy tương đối nhá, thì nó không sạch lắm nhưng mà nó có cái đường phân thùy chạy rất là rõ nét. Đây nó khác với cái mặt bông bên này này, đó, họng bên này thì như thế này, còn bên này đây, mắt môi đồ rất là gọn, con mắt rất là đẹp, bông này được cái con mắt rất là đẹp, đấy bộ cánh này đây, nó coi cây này thì nó nở được mấy ngày rồi em cũng không nhớ nữa, bởi vì em hôm bữa em đi chơi về thì nó cũng đã nở rồi, đấy. Đấy, cây này nhưng mà mắt rất đẹp, cây này được đôi mắt rất đẹp luôn. Đấy, mắt rất là gọn rõ ràng nha. Rồi nó được hai gốc, thì cái gốc này là gốc nở hoa đây, dài được bộ 50 cm, trên này mình lách được 2 cm nữa nè, mọc được 2 cm ra rễ rồi. Cây này cũng như thế luôn, thì cây này gốc này chưa nở hoa, hàng này là hàng trồng lên từ kiếng nha mọi người, lưu ý giùm em. Đây kiếng này rất là nhiều thân già, không phải là hàng gieo hạt. Đây kiếng của nó đây. À, thì cái mặt hoa này nó cực kỳ đẹp như thế này. À, chậu này là chậu số 2, giá 1,2 triệu nhé, hai thân 2 cm và có một mặt hoa như vậy đó. Đây là chậu số 1,2 triệu số 2 này. Chậu số 3 giá là 1 triệu, chậu này nó chưa có mặt hoa, đây nó đang sưng mắt nè, nhưng đây là sưng kỳ chứ không phải sưng nụ nữa. Đấy, hàng này người ta chăm tốt cho nên là tưới nước nhiều cho mọi người thấy nó sưng kỳ rất là nhiều nha. Đó, nó dài cũng phải được 50 cm rồi. Đây là gốc đầu tiên dài được 50 cm rồi. Gốc số 2, thân lá cực kỳ phê luôn. Đây, gốc số 2 thì phải dài được 60. Đấy, thân lá này, thắt ngọn rồi, từ đầu đến cuối này. Hàng này gửi đi cho mọi người thì chắc chắn nó sẽ vàng lá và xuống lá nha, cho nó không được cái lá như ở đây như thế này đâu. Mọi người lưu ý như vậy, mua chơi lan thì gửi đi trong thùng chắc chắn là nó sẽ bị vàng và xuống lá, mặc dù nó là trồng trong chậu rồi. Và trường hợp này thì nó cũng bắt đầu thắt ngọn xuống lá rồi, cho nên nó sẽ vàng và một số lá nó sẽ rụng. Dưới này nó mọc được một cái mầm gốc như thế này nè. Tránh trường hợp chúng ta không có tìm hiểu kỹ về lan, xong cho lúc người gửi hàng đi lại bảo là sao cây héo, cây nhìn ghê quá rồi tôi không nhận hàng, thì đó là do chúng ta không tìm hiểu kỹ về lan. Rồi, đó là cây số 3, giá là 1 triệu. Một mầm gốc nha, hai thân đều chưa hoa, sưng rất là nhiều mắt nè, sưng rất là nhiều mắt rồi. Cây bên này thì thân lá rất là ok. Đó là chậu số 3. Rồi, chậu số 4 giá cũng là 1 triệu. Đây, nụ đây mọi người. Cây này nụ rất là xinh nè, nụ nhỏ này, nó không to giống như bên kia đó, nụ này tím 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 như thế này. Rồi, thân khá là xanh, thân cực kỳ xanh. Dưới này lên được ba mầm gốc rồi, một gốc nè, hai gốc nè, rồi ba gốc nè, đó ba gốc lên nhìn rất là đã luôn. Rồi đó, có cây thì đang sưng nụ, cây này bắt đầu xuống lá này mọi người, thân lá nó cũng rất là ok, hàng trồng từ kiến rừng hết nha mọi người, lưu ý này, nhìn cái thân già nó là biết kiến này. Đó, đây là chậu số 4 nha, giá 1 triệu. Hai thân thì cái cỡ cũng được 50 cm rồi, bằng nhau á, 50 cm á. Rồi, chậu số 5 giá cũng là 1 triệu luôn. Chậu này thì được cái là nó rất là nhiều mầm gốc,
Đây là con kiến đầu tiên nè, lên được hai mầm gốc nè, và thân của nó úng nao úng nùi như thế này, mọc được hai cái kỳ nha. Đấy, mọc được hai kỳ, mọc phải được 4 kỳ. Đây là cái kỳ của nó này, rồi kỳ này nó bật bồn gốc lên này, cây rất là khỏe luôn. Rồi bên này cũng thế này, đây kỳ này. Rồi đây là gốc số 2, gốc số 2 thì cũng mọc được một mầm gốc nè, và đồng thời trên thân này được 3 kỳ, 3 kỳ nên là bán được 300 rồi mấy anh chị, kỳ rất là đẹp luôn đó nè. Như vậy chậu này là chúng ta có được 1, 2, 3 cái mầm gốc nè, hai cái thân lớn nè, rồi 1, 2, 3, 4, 5 cái kỳ. Lấy chậu này thì nó rất là lợi giống, cực kỳ lợi giống luôn. Đây là chậu sinh năm, giá là 1 triệu. À, số 6 thì em có hàng Yali tiếp tục nha. Rồi số 6 thì giá là 350. Chậu này thì hoàn toàn trồng lên từ kiến và chưa hề có mặt hoa. Hàng rừng mùa này thì nó rụng hết lá rồi, cho nên là em không lấy hàng đấy. Nhìn nó cũng hơi thẩm thảm, với lại giá nó cũng cao, cho nên là bán những cái hàng mà đã trồng như thế này. Nhà mọi người yên tâm là đây cũng là hàng từ rừng về và trồng thuần lên, nó cũng hoàn toàn là chưa có mặt hoa. Đây, các thân già của nó không hề có đốt hoa nhé. Nó cũng bắt đầu xuống lá thắt ngọn này, cho nên là lá nó vàng thế này, chứ không phải là cây nó bị héo hay bị hư gì hết nha. Đấy, bây giờ thậm chí là mình bứt hết mấy cái lá này đi cũng hoàn toàn là bình thường, không sao hết. Cây nó lại càng nhanh sưng nụ nha. Số 6 này, giá là 350. Cây này mầm gốc nó dài được 30 sang á, rất là nhiều thân già, cực kỳ nhiều thân già như thế này. Trồng hoàn toàn tự nhiên bằng vỏ thông thôi, với phân tăng chậm chứ còn không có thuốc thang gì nhiều đâu. Số 7 này, giá là 400. Cây này nó dài được 40 sang, 40 gần 50 sang rồi. Đây, thân lá đây. Đây là thân già của nó, cũng không hề thấy có đốt hoa nha. Thân già đỏ au như thế này, không hề có đốt hoa. Đấy, một mầm nó đi lên từ thân già như thế này đây. Đó, dài được 40 sang. Thì đây là cây số 7 nha, giá là 400. Rồi, cây số 8 cũng là 400. Cây này thân rất là xanh. Cây số 8 giá 400. Thân rất là xanh, chỉ nẻo được rất là rõ ràng. Đây, bắt đầu thắt ngọn nè. Đó, lá vẫn còn tương đối xanh như này. Đó, thân già thì nó cũng được hai cái thân già, cũng chưa hề có đốt hoa luôn. Chưa hề có đốt hoa. Thân già chưa hề có đốt hoa, hai cái thân già. Đây là chậu số 8 nha, giá là 400. Đó. Rồi, chậu số 9, chậu này thì cũng dài được 40 sang rồi. Số 9 này cũng là 400 luôn. Chậu số 9 400. Đây, chậu số 9, mầm gốc dài được 50 sang á. Đây, thân này nó khá là nù nha mọi người. Nù mập. Cái này thì thân già có đốt hoa rồi. Và cây này thì nó xếp khá là đều như thế này. 900. À quên, cây số 9 này giá là 400. Cây này thì thân già em thấy là coi thử nào. Sờ thì thấy là có đốt rồi nhưng mà không biết là đốt gì. Nó thấy nó có mắt đây nè. Nó cũng chưa có hoa đâu mọi người. Thấy có mắt như thế này nhưng mà không phải là đốt hoa này. Đó. Cây số 9 này giá là 400 nha. Dài, cây này dài được 50 sang, bắt đầu xuống lá nên lá nó vàng nha. Cái này mà mọi người am hiểu rồi, nhưng mà có rất nhiều khách chơi mới nên em cứ phải nói đi nói lại. Rồi, cây số 10 giá cũng là 400. Thì đó là cây số 10. À, cây này thân lá nó cũng rất là ok này, chỉ nẻo rất là rõ nét luôn. À, lá này bắt đầu xuống, thân cũng nù to khỏe. À, cây này thì có đốt hoa rồi. Đây, thấy có đốt hoa rồi này. Cây số 10 này giá là 400. Rồi, hôm nay thì em bán vài chậu như thế này thôi. À, mọi người lấy cái nào nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Xin chào, chúc mọi người một cái tuần làm việc mới thật là hiệu quả và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.